Với tiết mục mở màn, múa hát, hương sắc Việt Nam mang đậm chất dân gian, các nghệ sĩ, ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam tiếp tục thu được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả thành phố cổ Yaroslav. Thế rồi suốt buổi biểu diễn, những bản nhạc, những bài ca điệu múa và cả võ thuật Vovinam liên tục nhận những tràng pháo tay nhiệt liệt của cả những người bạn Nga và cả nhiều người Việt xa xứ đã lâu lắm rồi chưa có dịp thưởng thức những món ăn tinh thần quý giá như vậy từ quê nhà. Sau hai đêm trình diễn ở thủ đô Moscow và cố đô Saint Petersburg, lãnh đạo Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã có đôi chút thay đổi, bổ sung thêm một số bản nhạc Nga vào các tiết mục hòa tấu và hiệu ứng khá rõ khi khán giả Nga vô cùng thán phục vì những nhạc cụ dân tộc thuần Việt như đàn bầu, tam thập lục cùng nhiều nhạc cụ dân tộc khác như sáo, nhị, nguyệt, v.v. lại trình tấu hay đến như vậy. Các bản Chiều Moscow, Tình ca du mục, Katyusha, Kalinka, v.v. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bình với cây đàn bầu đã phải biểu diễn thêm bài thứ ba là một ca khúc Nga chuyển soạn thành nhạc không lời bởi khán giả đã vỗ tay hồi lâu khi anh kết thúc liền hai bản nhạc, một của Việt Nam, một của Nga, theo kế hoạch của chương trình. Rồi những bản hòa tấu các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam kết hợp với các nhạc cụ hiện đại đã nhận được những tràng pháo tay theo nhịp. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bình phát biểu với phóng viên báo chí sau khi kết thúc tiết mục của mình rằng khán giả đón nhận một cách hết sức là khám phá, hồ hởi, cho rằng là đây là một cái chương trình nghệ thuật hết sức là tiêu biểu và đặc sắc. Trong chương trình thì rất nhiều các tiết mục được công chúng khán giả vỗ tay nhiều lần, đặc biệt những điệu múa, rồi tiết mục đàn bầu là một trong những cái nhạc cụ rất độc đáo của Việt Nam thì đã được khán giả Liên bang Nga hết sức là yêu quý và dành cho những cái tràng vỗ tay tán thưởng rất nhiều, và chúng ta cũng phải biểu diễn những cái tiết mục đó thêm nhiều lần nữa để thỏa mãn được cái ý thích của khán giả Liên bang Nga. Đặc biệt, lần đầu tiên môn võ thuật thuần Việt là Vovinam đã được trình diễn lồng ghép trong chương trình nghệ thuật, và Phạm Thị Bích Phượng, một cô gái miền Tây Nam Bộ của Việt Nam đã trình diễn xuất sắc, thu hút sự tán thưởng to lớn của không chỉ những người Nga mà còn rất nhiều khán giả trẻ Việt Nam. Trả lời phỏng vấn về ấn tượng khi lần đầu tiên được tham gia một chương trình giao lưu văn hóa lớn như vậy, Phượng cho biết: Em cảm giác rất là vui, cũng là rất là vinh dự khi mà mình đại diện cho dân tộc của Việt Nam mình đi biểu diễn. Và em thấy mấy khán giả của Nga rất là nhiệt tình và cũng rất là thích văn hóa của Việt Nam mình. Trong đó thì cũng có Vovinam. Còn nghệ sĩ ưu tú Quang Vinh, giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật này, cho biết ý tưởng ban đầu cũng như đánh giá kết quả cuối cùng sau những ngày lưu diễn rằng: Thì trong nghệ thuật nó cũng có những thứ ngôn ngữ chung để mọi người trên thế giới có thể hiểu nhau được, và anh có thể diễn tả được bằng bất kỳ một cái phương tiện gì đó, đặc biệt là với những nhạc cụ độc đáo riêng của anh kết hợp với những nhạc cụ phương Tây, và anh nói được cái hồn Việt mà anh muốn nói. Nên chính vì vậy chúng tôi phát huy, và đợt này thì đẩy cái âm nhạc nghệ thuật dân tộc nó được kết hợp thêm với những hòa thanh, những tiết tấu, lối chơi mới. Thì đợt này qua ba thành phố thì chúng tôi cảm nhận được tình cảm của các bạn Nga. Thì đấy là những cái niềm vui đối với những nghệ sĩ. Nhưng qua đấy thì mình cũng nhận thấy là mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cần phải có những bước đi đúng hơn so với cái nhu cầu phát triển của xã hội. Đúng như lời của nhạc sĩ Quang Vinh, chương trình biểu diễn nghệ thuật võ thuật của đoàn đã nhận được sự đón nhận nhiệt thành của khán giả Nga và những người Việt Nam xa xứ. Chị Natalia nhận xét: Нам нравится, когда в наш город приезжают гости. И самое интересное это когда они приезжают с культурными проектами, такие как Дни вьетнамской культуры. Очень большой праздник для нашего города. Необычная культура. Мы ее знаем не очень хорошо, хотя у нас в городе вьетнамцев много живет. Vốn có sẵn tình cảm yêu mến Việt Nam, chị Vera đã đưa cả đứa con gái nhỏ đi xem. Chị thích thú nói: Мы практически знакомы со всей вашей кухней. Вот периодически кушаем. На концерте мы были первый раз. Нам понравилось, скажи, да? Были красивые девушки. Да, девушки были очень все приятной внешности, а в красивых нарядах. Да? Нам понравились ваши песни, музыкальные инструменты, конечно, потому что я сидела в зале, и рядом со мной сидели женщины, и они все восхищались, говоря о том, что какие у вас прелестные девушки, очень скромные, очень они изящные, они очень миниатюрные, какие у вас красивые наряды, что вот такие наряды, они как раз...
Bà Ludmila kỷ niệm sinh nhật tròn 87 tuổi đúng ngày diễn ra chương trình hòa nhạc và đã được con rể vốn có mối quan hệ rất sâu sắc với Việt Nam mời bà đi xem hòa nhạc. Bà xúc động nói: Концерты я смотрела, да. Но вот такого большого я впервые вижу. Такой чудесный концерт. На всю жизнь мою оставшуюся запомню. Осталось-то мне уж. Khép lại những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, nhiều người Việt Nam từng sống ở thành phố Yaroslav suốt hàng chục năm qua, cũng như những người dân Nga lần đầu tiên được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật tuyệt vời như vậy, lại mong mỏi một dịp không xa và thường xuyên hơn nữa được đón chào các đoàn nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam tới biểu diễn. Bởi chỉ có như thế, họ mới hiểu nhiều hơn những cái hay, cái đẹp trong văn hóa Việt Nam.